xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh anh audio kết thúc tập trước ngay tại thời điểm tần trần đang định xuất thủ để giải quyết kính hồ chân nhân và hư không lão nhân thì đúng lúc đó tư tư đột nhiên lên tiếng nói tần trần cứ giao hai tên gia hỏa này cho nàng giải quyết dứt lời thân hình nàng liền bay lên trên đỉnh đầu hiện lên một nữ tử thần diệu tại thời điểm nữ tử này mở ra hai con ngươi tức khắc bộc phát ra khí tức mỹ hoặc kinh thế làm cho ánh mắt của kính hồ chân nhân và hư không lão nhân trong nháy mắt trở nên mông lung giống như rơi vào một loại huyễn cảnh nào đó chớp lấy cơ hội này thân hình trần tư tư nhanh chóng lướt tới phát động công kích thế nhưng kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân chỉ là bị mê hoặc trong nháy mắt trong khoảnh khắc lại phục hồi tinh thần vội vàng xuất thủ đem tư tư đánh bay ra nhưng kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân cũng liên tục lui về phía sau sắc mặt ửng đỏ cái gì chúng ta thậm chí không thể so sánh với nữ nhân này kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân nổi điên hai người điên cùng ra tay giết về hướng tư tư nhưng tư tư không sợ quanh thân nàng quanh quẩn từng đạo ma quang màu đen lực lượng đáng sợ từ trong thân thể nàng nở rộ ra lấy tu vi thiên thánh sơ kỳ vậy mà không kém hơn hai người thiên thánh trung kỳ chút nào hai bên giao thủ từng trần chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn cũng biết tư tư đây là đang tôi luyện bản thân dù sao có mình ở đây tư tư cho dù không địch lại cũng không có bất kỳ nguy hiểm gì tư tư bị hai cường giả đại thiên thánh trung kỳ vây giết càng thêm cường hãn cả người giống như một ma nữ lại giống như một thần nữ làm cho người ta có một loại ảo giác mãnh liệt kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân cơ hồ muốn điên lên hai người liên tục rống giận chỉ có thể liên tiếp chống đỡ lại nhìn thấy từng trần ở một bên nhìn chằm chằm trong lòng không còn có bất kỳ dũng khí nào giao thủ kính hồ chân nhân nhanh chóng rút đi đáng giận hai người kinh sợ vạn phần quay người muốn chạy trốn thương nguyên đồ mang theo khí tức vô thượng đáng sợ bao phủ hai người lại muốn trốn vào hư không rời khỏi nơi này từ từ mặc dù có năng lực địch lại hai người nhưng đối phương có được thiên phẩm chí bảo thương nguyên đồ dưới tình huống một lòng muốn chạy trốn cũng khó có thể truy tung muốn đi các ngươi có thể đi nổi sao từng trần một mực ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này đột nhiên cười lạnh một tiếng càng khôn tạo hóa ngọc điệp được hắn nhanh chóng thi triển giữa bầu trời càng khôn tạo hóa ngọc điệp tỏa ra vô tận khí tức đáng sợ phong tỏa toàn bộ hư không cái gì đây là bảo vật gì vậy mà có thể phong tỏa lại thương nguyên đồ chẳng lẽ là bảo vật thánh chủ hay sao kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân kinh sợ vạn phần không khỏi mồ hôi lạnh đầm đìa giật nảy cả mình từng trần thế thế cũng không để ý chút nào hắn hư lạnh một tiếng đại thủ thò ra trực tiếp đấm ra một quyền lập tức đánh bay kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân từ trong thương nguyên đồ bay ra thân thể hai người chấn động mạnh trong cơ thể máu tươi tuôn ra sau một khắc từng trần liền thúc giục vạn giới ma thụ từng cái xúc tu màu đen từ trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp thò ra trong nháy mắt bao trùm kính hồ chân nhân cùng hư không lão nhân về một cái liền kéo hai người này vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp biến mất không thấy gì nữa vạn giới ma thụ kết hợp với càng khôn tạo hóa ngọc điệp ngược lại là một thủ đoạn chiến đấu không tệ từng trần mỉm cười hắn khoát tay lập tức thương nguyên đồ bị hắn thu liễm vào trong tay giống như một con chim nhỏ còn muốn bay lên muốn chạy khỏi nơi này nhưng bị từng trần lật tay một cái liền ngoan ngoãn bất động đồng dạng ném vào trong càng khôn tạo hóa ngọc điệp Trần Thiếu, cuối cùng vẫn để cho ngươi ra tay. Từ từ có chút bất đắc dĩ nói. Từng Trần nghe vậy thì nở nụ cười, lên tiếng nói, đây là bởi vì đối phương có được không gian chí bảo thương nguyên đồ, nếu không, ngươi thi triển mỹ hoặc chi thuật, thiên thánh bình thường chỉ sợ trực tiếp lâm vào huyễn thuật trầm luân trong đó, mặc cho người chém giết, chờ ta luyện hóa xong thương nguyên đồ, liền tặng cho ngươi. Trần Thiếu, bây giờ chúng ta về quản hàng phủ sao? Từ từ lên tiếng hỏi. Không vội, trước tiên phải đi thần cổ minh, mấy tên gia hỏa thần cổ minh kia trực tiếp vứt bỏ ta, ta còn chưa tìm được bọn họ tính sổ đây từng trần lạnh lùng nói thần cổ minh này cũng là thế lực đỉnh cấp trong tử linh vực không thu thần cổ minh này vào trong túi thì cũng uổng công chuyến này ta đến tử linh vực thân hình từng trần nhanh chóng bay vút trong phế tích hoang cổ đồng thời khống chế càng khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng không gian khủng bố tràn ra ngoài rất nhanh đã bị hắn tìm được một điểm truyền tống không gian của thần cổ minh đây hẳn là một chỗ để truyền tống không gian thần cổ minh hiện tại cao thủ thần cổ minh hẳn là ở một cứ điểm bí mật nào đó thông qua truyền tống trận này có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được tổng bộ của bọn họ cũng có thể tiết kiệm một lượng lớn thời gian phi hành bất quá trước tiên đi u đô thành nhìn một chút từng trần bước một bước vào trong đó lập tức truyền tống trận khởi động mang theo từng trần nhanh chóng biến mất truyền tống trận của thần cổ minh vốn là vô cùng bí ẩn nhưng lấy tu vi của từng trần kết hợp với càng khôn tạo hóa ngọc điệp cùng tu vi trận đạo của hắn tìm được truyền tống trận hơn nữa kích hoạt cũng không phải việc gì khó thân thể từng trần bay vút trong truyền tống trận mỗi một lần truyền tống đều lướt qua hư không vạn dặm vô cùng tự nhiên mà thông qua truyền tống trận rất nhanh từng trần đã đi tới u đô thành tần tần trần không phải thu thủy phó minh chủ nói ngươi đã chết trong phế tích hoang cổ sao chẳng lẽ ngươi không chết nghe người của thần cổ minh nói vậy tần trần cười nhạt một tiếng lạnh giọng nói cái gì mà ta đã chết ta không phải sống ở đây sao tần trần ta có thể dễ dàng bị người ta giết chết sao thu thủy chân nhân bọn họ hiện tại đang ở đâu chẳng lẽ ta không có chết bọn họ ngược lại bị mấy người kính hồ chân nhân truy sát chết rồi không có không có tên quản sự kia phục hồi tinh thần lại xác định là tần trần ánh mắt có chút rung động nói mấy người thu thủy minh chủ đã trở về thần cổ minh bất quá xảy ra chuyện lớn như vậy bọn họ đều đi xin chỉ thị của minh chủ đại nhân có lẽ đang ở tổng bộ tổ chức hội nghị cao tầng nếu ngươi muốn gặp bọn họ ta có thể đi thông báo không cần thông báo ta trực tiếp đi đến tổng bộ thần cổ minh các ngươi lần này tình báo của thần cổ minh các ngươi sai lầm nói là truy tung một mình tuyệt hình thiên kết quả thoáng cái xuất hiện ba đại thiên thánh trung kỳ cường giả may mà thực lực ta vô biên phá vỡ không gian giam cầm cho hút phong chân nhân bọn họ cơ hội thi triển phá không phù để bọn họ đào tổ trước nếu không thần cổ minh các ngươi lần này sẽ sụp đổ nguyên khí đại thương thần cổ minh các ngươi làm việc như thế nào vậy tổ chức hội nghị cao tầng ở tổng bộ còn tốt hơn vừa lúc ta xông vào chất vấn một phen thái độ của tần trần hết sức cương ngạnh nếu không phải hắn ra tay đám người hút phong chân nhân đã sớm bị vây chết rồi nhưng đối phương vào thời khắc mấu chốt cũng không có bỏ qua hết thảy để cứu mình ngược lại là trong lúc nguy cấp tự động đào tẩu võ giả su các tránh hung tần trần tự nhiên không ý kiến dù sao giao tình giữa hai bên còn chưa tới mức này nếu hắn chết vậy cũng đã chết nhưng hiện tại hắn tu luyện thành thiên thánh cái thế đương nhiên phải đến chất vấn một phen nếu như thần cổ minh không cho hắn một cái công đạo vậy hắn phải vận dụng một ít thủ đoạn dù sao hiện tại hắn đã thu phục được ba đại cường giả tuyệt hình thiên nếu như có thể lại thu phục thần cổ minh này cơ hội khống chế tử linh vực sẽ tăng lên nhiều lấy thực lực từng trần bây giờ cho dù minh chủ thần cổ minh kia mạnh hơn nữa thì hắn cũng sẽ không lúng cuốn có chỗ dựa như vậy hoàn cảnh nguy hiểm gì đều như vào chỗ không người đi dẫn ta đi tổng bộ từng trần trực tiếp quấn lấy tên quản sự kia tên quản sự kia chỉ là bán thiên thánh lập tức cảm thấy không thể động đậy chỉ có thể dựa theo lời dặn dò của từng trần báo cho vị trí tổng bộ tần trần lập tức tiến vào truyền tống trận thúc giục trận pháp trời đất quay cuồng mấy lần truyền tống liền tiến vào nơi bí mật của thần cổ minh tên quản sự kia nhìn mà trận mắt há hốc mồm tổng bộ thần cổ minh có thể nói là cấm chế trùng trùng cho dù là hắn cũng phải đưa tin lên trên mới có thể truyền tống tới nếu như xông vào thiên thánh cái thế đều sẽ hãm sâu trong đó bị vô tận cấm chế quấn quanh về chết ở chỗ này nhưng tần trần căn bản là không để ý toàn bộ giống như những cấm chế này căn bản không tồn tại chạy loạn trong không gian hư ảo bất luận cấm chế gì cũng không thể phát hiện hành tung của hắn thậm chí lúc hắn thôi động truyền tống trận những cấm chế này đều là thành thành thật thật không nhúc nhích tựa hồ bị một loại uy áp vô hình trấn áp tổng bộ thần cổ minh ẩn giấu ở sâu trong thời không thần bí cũng không ở trong bất kỳ thành trì nào của tử linh vực mà là trong không gian hư vô nguy hiểm ít có dấu chân người của tử linh vực đây là nơi thần bí nhất trong thần cổ minh nói là tổng bộ kỳ thật cũng không có bất kỳ nhân viên làm việc nào mà là một nơi tu hành thần bí bất kỳ cao thủ đỉnh cấp nào muốn tiến hành đột phá thì sẽ đi vào bên trong tổng bộ được vô số cường giả hộ pháp giờ khắc này ở trong hư không hút phong chân nhân thu thủy chân nhân nhu cốc tiên tử phong vô lượng hạt mỹ nhân tây nhạc chân nhân bảy đại cao thủ đều khoanh chân ngồi trong đó ngoài ra trong hư không còn hiện ra một ít hư ảnh cái thế thiên thánh toàn thân tản ra lực lượng làm người ta run sợ những người này đều là cao tầng của thần cổ minh mà ở trên cao nhất là một bóng người rộng lớn vậy mà tản mắt ra khí tức hùng hồn như thiên thánh trung kỳ chính là minh chủ thần cổ minh thiên dịch đạo trưởng hút phong chân nhân lần này đúng là tình báo của thần cổ minh chúng ta sai sót lại không ngờ rằng tuyệt hình thiên kính hồ chân nhân hư không lão nhân ba đại cao thủ này sẽ liên thủ nhằm vào thần cổ minh chúng ta dẫn đến các ngươi thân hãm hiểm cảnh thiếu chút nữa vẫn lạc đạo tiêu minh chủ thần cổ minh mở miệng nói cũng may các ngươi đều còn sống trở về xem như là may mắn trong bất hạnh sau này ta sẽ mở ra cấm địa thần cổ minh các ngươi có thể tiến vào trong đó tu luyện đền bù tổn thất cho các ngươi thiên dịch minh chủ lần này sở dĩ chúng ta có thể thoát thân đều là do từng trần thiếu hiệp của vạn cổ lâu kia đã xé rách thương nguyên đồ vây khốn đồng thời một mình đoạn hậu cho chúng ta thời gian thi triển phá không phù chạy đi bất quá lần này hắn nhất định đã chết chúng ta còn không biết làm sao bàn giao với vạn cổ lâu thu thủy chân nhân thở dài nói kỳ thật cũng không có gì phải bàn giao với vạn cổ lâu cả lần này là chính hắn muốn tìm kiếm nữ nhân của mình kết quả thời vận không tốt bị chém giết ở đây chỉ có thể xem như số mệnh không tốt cũng không phải là chúng ta giết hắn sau đó ta sẽ truyền tin cho vạn cổ lâu nhiều nhất trả cho một ít bồi thường là được thiên dịch minh chủ nói chuyện này chỉ sợ không ổn dù sao thì tần trần cũng vì người của thần cổ minh chúng ta mà chết hơn nữa hắn còn trẻ như vậy đã là khách khanh của vạn cổ lâu chỉ sợ lai lịch bất phàm chỉ sợ vạn cổ lâu sẽ không giảng hòa thu thủy chân nhân nói một vị cao tầng nghe vậy thì lạnh lùng lên tiếng thu thủy chân nhân ngươi làm vậy là có ý gì cái gì gọi là đối phương vì chúng ta mà chết đây là hắn muốn tiến vào hoang cổ phế tích chẳng lẽ là do chúng ta bắt cóc sao hơn nữa vạn cổ lâu kia ở quảng hàng phủ là mạnh nhất nhưng cũng chỉ có quan hệ hợp tác với thần cổ minh chúng ta còn không quản được thần cổ minh chúng ta chẳng lẽ chết người còn muốn thần cổ minh chúng ta một mạng đổi một mạng hay sao minh chủ chư vị cũng không thể nói như vậy dù sao cái chết của tần trần cũng coi như là do thần cổ minh chúng ta đưa tới hơn nữa vào thời khắc sống còn cũng coi như là đã cứu chúng ta thần cổ minh chúng ta cần phải làm một số chuyện ví dụ như nói cho vạn cổ lâu biết chân tướng để bọn họ phái cao thủ đến đây đi đến hoang cổ phế tích thậm chí chúng ta có thể tính cả người của vạn cổ lâu ở phế tích hoang cổ diễn hóa thời không nhìn xem hắn còn có một tia khí tức linh hồn nào lưu lại không một lần nữa ngưng tụ ra một đạo hồn quang để hắn chuyển thế trùng sinh tái thế làm người hút phong chân nhân nói cái gì để cao thủ của vạn cổ lâu đến thần cổ minh ta đồng thời còn muốn chúng ta diễn hóa thời không tìm kiếm khí tức linh hồn của hắn ngưng tụ hồn quang hút phong chân nhân người cũng là cao thủ thần cổ minh chẳng lẽ không biết trả giá như vậy là gì diễn hóa thời không coi như là minh chủ đại nhân cũng không thể làm được cần chúng ta thiêu đốt thọ nguyên sau đó hiến tế vô số bảo vật trả giá lớn không thể đo lường hơn nữa còn muốn từng trần kia lưu lại khí tức linh hồn mới có thể lần nữa ngưng tụ nếu không chính là uổng phí khí lực một cao tầng của thần cổ minh hừ lạnh nói ba người tuyệt hình thiên là nhân vật gì bị bọn họ giết chết sao lại có khí tức linh hồn còn sót lại một tiểu nhân vật tần trần kia nào đáng giá để thần cổ minh chúng ta hao phí lớn như vậy cao tầng của thần cổ minh rất là tức giận cảm thấy hút phong chân nhân và thu thủy chân nhân rất không hiểu chuyện không sai các ngươi cũng đừng cầu tình cho tiểu tử tên tần trần kia nữa hắn chết ở chỗ này chỉ có thể coi là không may loại chuyện cô động hồn quan này đừng nói là tiểu tử kia coi như các ngươi chết thậm chí ta chết cũng không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy chuyện này cũng không cần nói nữa lại là một vị cao tầng lạnh lùng nói hiện tại việc cấp bách trước mắt là làm sao giải quyết được tuyệt hình thiên kính hồ chân nhân hư không lão nhân liên thủ chuyện ba đại cử đồ này liên thủ đối với thần cổ minh chúng ta mà nói là một uy hiếp cực lớn chuyện này mới là đại sự hàng đầu của thần cổ minh chúng ta hiện tại nhưng tần trần kia dù sao cũng là cứu chúng ta thu thủy chân nhân còn muốn nói cái gì lại bị phong vô lượng lập tức cắt ngang không kiên nhẫn nói thu thủy chân nhân cái gì mà tần trần kia đã cứu chúng ta lẽ nào chính chúng ta không tự cứu mình phá không phù từ đâu mà có còn không phải là trong liên minh ban cho sao còn có chúng ta vì mạng sống ai mà không thiêu đốt thọ mệnh lực lượng thể nội tổn thương rất lớn công lao đều thuộc về tiểu tử kia cũng quá đáng rồi được rồi hút phong chân nhân thu thủy chân nhân hai người các ngươi cũng đừng tranh cãi nữa chuyện này coi như là cho qua đi lại một cao thủ thiên thánh lắc đầu nói từng trần kia dù sao cũng là người ngoài chúng ta không thể tốn quá nhiều công sức hơn nữa lần này bản thân thần cổ minh chúng ta cũng gặp phải nguy cơ nếu không phải minh chủ đại nhân đột phá thiên thánh trung kỳ chỉ sợ hiện tại chúng ta đã phải mỗi người một ngã chạy trối chết đi coi như là minh chủ đại nhân đột phá nguy cơ của thần cổ minh chúng ta vẫn chưa giải trừ còn cần minh chủ đại nhân bày mưu tính kế nghĩ một phương pháp vẹn toàn chư vị không cần lo lắng sau khi bản minh chủ biết tin tức đã trước tiên truyền tin cho mấy vị hảo hữu kêu bọn họ cùng tới liên thủ đối kháng ba người tuyệt hình thiên chư vị cứ yên tâm đi thần cổ minh minh chủ thiên dịch minh từ tốn nói hiện tại việc mọi người phải làm chính là cẩn thận điều tra tình báo một khi có tin tức của mấy người tuyệt hình thiên nhất định phải đưa tin cho bản minh chủ trước được rồi tất cả mọi người cũng giải tán đi rất nhiều cao tầng đều phất tay chờ có tin tức tuyệt hình thiên chúng ta lại bày ra thiên la địa võng âm thầm diệt sát bọn họ quyết không thể để cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào hiện tại chư vị đều trở về tọa trấn vị trí của mình đi các ngươi cứ như thế giải tán sao nguyên lai mạng của tần trần ta không đáng tiền như vậy cứ tùy tiện định đoạt như vậy sao tổng bộ thần cổ minh đột nhiên run rẩy một cái thân thể tần trần xuất hiện trong vùng hư không này tay áo vung lên đã đem quản sự dẫn đường ném trên mặt đất tần trần ngươi còn sống sao lại như vậy ngươi tránh được sự truy sát của tuyệt hình thiên không thể nào tuyệt đối không thể nào sao ngươi có thể còn sống dưới bàn tay của ba đại cao thủ thiên thánh cái thế đều không thể sống sót càng không cần nói tới một mình ngươi là bán thiên thánh thất đại thiên thánh cái thế đều kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên kinh hãi đến tột đỉnh trong mắt đều trừng đến sắp nổ tung nhưng bọn họ không thể không tin bởi vì tần trần thật sự xuất hiện trước mặt bọn họ ngươi vào đây bằng cách nào sao bọn ta không nhận được thông báo là ai đưa cho ngươi phương pháp đi vào tổng bộ thần cổ minh chúng ta một đại cao thủ đột nhiên trở nên nghiêm trọng tần trần một người ngoài lại có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tổng bộ thần cổ minh bọn họ lại không biết chút nào chuyện này quả thực không phải chuyện đùa làm càng lại dám ẩn nút vào tổng bộ thần cổ minh ta bắt hắn hắn chỉ là một bán thiên thánh sau có thể sống sót từ trong tay tuyệt hình thiên tất nhiên là giả cho dù là thật cũng chỉ có một khả năng chính là người này đã đầu phục tuyệt hình thiên không tốt chẳng lẽ là tuyệt hình thiên phái người này tới rất nhiều tiếng quát lạnh vang lên tổng bộ thần cổ minh một mảnh náo loạn chư vị người này tất nhiên là bị tuyệt hình thiên nô dịch để ta tới bắt hắn tra hỏi ra mục đích là gì trong bảy đại thiên thánh cái thế ánh mắt phong vô lượng phát lạnh đột nhiên phát họa lên một tia sát cơ âm lãnh vừa nói xong thân hình hắn đã hóa thành một đạo lưu quang bay vút đến một cái phong vân hắc động màu đen cuốn tới nhắm ngay từng trần cường thế nghiền ép xuống hắn vốn nhìn từng trần không thuận mắt hiện tại nhìn thấy từng trần lại còn sống sát khí dâng lên muốn bắt giữ từng trần phong vô lượng ngươi năm lần bảy lượt nhằm vào bản thiếu bản thiếu còn chưa tới gây sự với ngươi không ngờ còn dám ra tay với bản thiếu bản thiếu có nói thế nào trước đó cũng đã cứu ngươi vậy mà ngươi lại lan tâm cổ phế như vậy đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi ánh mắt từng trần băng lãnh thân hình như một tòa đại sơn đột nhiên đứng thẳng lên tiến lên trước một bước vinh quang chưa thiên từ trong thân thể của hắn hiện ra vậy mà dùng nhục thân trực tiếp đánh tan phong vân hắc động do phong vô lượng thi triển ra thánh nguyên bảo quyển phong vô lượng này trước khi tầng trần đột phá không phải là đối thủ của Tần trần hiện tại càng không bằng Tần trần Tần trần chỉ khẽ động phong vô lượng cả người giống như diều đứt dây bay ra ngoài trong miệng máu tươi điên cùng phun ra sau đó phun ra máu tươi màu đen hiển nhiên là bản nguyên bị hư hao căn cơ đã bị thương chỉ thấy bàn tay lớn của tầng trần lực một cái ầm ầm đập xuống phong vô lượng không cách nào phản kháng lạch cạch một cái liền quỳ gối ở tổng bộ thần cổ minh mặc cho pháp tắc trong cơ thể chuyển đổi thế nào cũng không thể động đậy như là một con chó chết chỉ có thể rống giận liên tục làm càng dám dương oai ở tổng bộ thần cổ minh ta nghiệt xúc buông tay ra cho ta từng giọng nói kinh sợ từ bốn phương tám hướng truyền đến trong hư không vô tận một cao tầng thần cổ minh đột nhiên hóa ra bàn tay màu đen thanh âm hắn ù ù chính là vị cao tầng trước đó nói từng trần là người ngoài kia bàn tay kinh thế hiển nhiên là muốn bắt từng trần ngay tại chỗ đặc biệt là tầng trần lặng yên không một tiếng động xâm nhập vào tổng bộ thần cổ minh việc này liên quan đến an toàn và cơ mật của thần cổ minh bọn họ ngàn vạn lần không thể qua loa lúc bàn tay lớn màu đen kia bao phủ lại từng trần thậm chí còn bao phủ quản sự thần cổ minh kia cho rằng người này đưa từng trần vào bất quá những cao tầng này trong lòng cũng buồn bực bản thân quản sự này cũng không có quyền hạn lớn như vậy có tư cách tiến vào tổng bộ lại làm sao đưa từng trần vào đây thần cổ minh các ngươi đối đãi ân nhân cứu mạng như vậy sao không liếc mắt một cái đã phải bắt giữ uy phong thật lớn ánh mắt từng trần lóe lên thân thể bạo khởi một cổ khí tức uy mãnh bá đạo liền bộc phát ra, giữa trời đánh ra một quyền. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có tập mới nha.